sò trong tạc tên lại bò mẹ pin nòng mây bò mẹ pin hồng vẫn phăng chương trình quan khảo mười sáu sĩ cầm vườn hốc vì sòng văn bài sáu sĩ không đại phát thành truyền hình sơn la cuồng chương trình mật nì xung khỏi sò chiết họt bò mẹ pin hồng vâng quan khảo sơn hằng tuyến trao mười sáu sòng cầm vườn hốc chỉ bổ bàn tuyên giáo tỉnh ủy co khai bằng họp sổ sàm kinh nghiệm mát hạ việt tặng tánh tặng cấp đảng ủy xã có tông huyện thuận trào trong bảng họp bằng họp mi đồng chí tình thị bích thảo ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy sư ó đảng ủy khối bưng cơ quan cánh doanh nghiệp tỉnh mi sao cầu đảng viên chủ đảng viên bỏ mi luông hồ riêng đại học hốc bờn hồ pì chỉ bộ cỏ tỏ hôm trên báo bưng luông bùn nghị quyết khóng đảng uẩn pa trăm năm lang đỉ chủ bóng phà nà vía chờ màn sinh hoạt chỉ bộ tòi ki hàng bườn cánh chuyển đề hàng quý cạt kiên các phía sổ sảm trăm năm lang đỉ phía dệt tè đối cấp đảng ủy xã Cỏ Tông, mi xếp xàm chỉ bộ trực thuộc, hôm mi hỏi những hốc xếp hốc đảng viên. Hốc Bườn hùa Pì, đảng ủy xã Cỏ Khầy ó bưng bảng họp trên báo bưng tàng triển lai khổng trung ương, khổng tỉnh, khổng huyện họ tên mết cán bộ đảng viên. Đảng ủy Cỏ Uẩn Pa, chấp năm bưng nạp vi mà Pê dê dươn, tánh là bản mương, nhận vào quốc phòng tinh ngàn, tăng tánh đảng, tùm bua chuông chính trị nàng bang họp, đảng viên, song đơn vị, có số sảm biết bánh kinh nghiệm, cuồng nà việt biến máu luôn uẩn ba quản lý cánh rào nà việt hà đảng viên. Phía bó sòn luôn ngắm trà bùn, chấp năm chế độ sinh hoạt, chỉ bổ tòi ký hàng vườn sinh hoạt, chuyên đề. Phát biểu nàng bàng họp, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo có đề nghị chỉ bổ ban tuyên giáo tỉnh ủy cánh đảng ủy xã Cò Tông, sức tàm bồng trào. Ừ nà Vịa tăng tánh đảng bồng trà mà pè đảng viên biến mái nho súng lang đi sinh Hoa chỉ bộ nho súng hòa trà Bát tôn uồn cón Khòng đảng viên cuồng chấp năm nà Vịa. bưng chỉ bộ Khòng đảng ủy xã đại bính Khải, hồ trà Bát tôn uồn cón cháu hanh tăng tánh bón dề dườn chọp Sồm, cắp luông hanh nặng cuồng Phòng, hôm phân gión số chuân cạt con nằn, đoàn cò, khảo tài hưởng, nàng hơn sơ bú hô, nàng quảng trương tề bắc, cánh hơn bốn hà, mũ ảnh hung liệt sĩ, nàng hơn tu sở là, giảm bón chê lăng đặc biệt hơn tu sở là. Mở sao ít cầm vượt hốc, đồng chí Ha Trùng Chiến, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân hương thành phố Sở Hà, trưởng tiểu ban Phan Kiên, Đại hội Đảng bộ thành phố từ thứ sau, sàn pì sóng phân sóng hà, họ sóng phân bài sàm ship, có uẩn pháp bằng họp, trên báo chớp năm hạ viện nàng bàn họp có tống báo nàng quam bàn vía khòng tiểu bàn văn kiên bàn vía khòng vương đồng chí thành viên tổ biên tập choi vía tiểu bàn văn kiên tăng sòng sồm chờ cấp tắt bùn man luông bùn dệt vía khòng tiểu bàn văn kiên đại hội đảng bộ thành phố từ thứ sau giàn pì sòng văn giao hà họ sòng văn phải giảm zip vương đại biểu có sổ giảm man nả vía cạt kiên cuồng vía khẩn khang báo cáo chính trị báo cáo kiểm điểm khòng bàn chấp hành đảng bộ thành phố có xương vương chỉ hai ứng tinh tài hội đảng bộ thành phố vỉa tánh áo luông bùn tẻm biển cánh chớp năm là vỉa tẻm biển triển hai nhằn bào lang tỷ men tờ tắt bùn tinh khẩn danh sách thành viên bưng tổ chơi vỉa giàn dệt vỉa cánh luông bùn dệt vỉa tòi hẳn bánh khầy luông hanh khổng bưng tổ bưng thành viên dệt vỉa tòi luông bùn bánh khầy nằm tác ngon vằn cánh luông co hôm khổng từng tổ từng côn chớp năm lang tỷ nả vỉa chính trị hôm phân dệt lèo tỷ bưng nả vỉa chuồng hong đại hội đảng bộ thành phố từ thứ sau khót nàng bàn họp đồng chí bí thư thành ủy có vào nhằn, đại hội đảng bộ thành phố từ thứ sao, lò bóng việt chính trị cốc kén vành nhận danh tổng kết bưng lang tỷ uẩn ba chấp năm bưng luông bùn cuồng sàn bì sòng phân phải sao họ sòng phân sao hạ. tăng sòng tánh ó bưng luông bùn mà pe diệt dần tánh là bản mương nhận bào quốc phòng tiền an tảng tánh tàng chuông chính trị sàn bì sòng phân sao hà họ sòng phân phải giảm xíp yêu cao bưng thành viên tiểu bàn tánh khay luông hanh cạt sàn tòa phôm nằm tác con phần chấp năm lang tỳ nằm việt đại sao tài ngõ để cường báo cáo chính trị nhằn bào lang tỳ vào khửng pưng cốc bài nhăng yếu xem cánh tinh khẩn pưng luông kẻ cầm tang sòng tài ngõ luông bùn dệt việt cho men cánh nhằn danh luông mả ve chuồng hong hở nà việt uẩn pa còng cá nhiệm kỳ chiếc pin hỏng toi bổ giáo dục cánh đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông pin hỉ cá mương mi cài chiều thí sinh đăng ký chốt thi lươn cài xí xíp hạ pan thí sinh vẹt sớ pi sòng pan bay sao sàm cuồng hẳn mi xí xíp hốc pan cầu hỏi chết xíp pet thí sinh hết thì đổ té vương pi con to xí phải sàm xíp pet phân hỏi số thí sinh mi chiều hưng xíp xí pan bay sao thí sinh đăng ký cài phăng máy to cầu xíp xí phải hốc xíp hốc phân hỏi số thí sinh cá mương chi sòn xếp sòng pan sàm hỏi sao sàm bón thì cắp xí xíp hà pan hoài nâng xí xíp cầu hồng thì tàu hôm sáu sòng hỏi pan cán bộ chuồng hong kỳ thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bị sóng phân sao xí đầy khải ó phân lại chờ mặn xương bị cón bộ giáo dục đào tạo uẩn pa trùng bưng tỉnh thành phố sự ó chủ ngường uẩn pa tây mết nà Vịa tổ chức thì nàng địa phương tòi nặn bưng hội đông thì tổ chức đủ thì cánh dưới nà Vịa thì té mừ sao xí họ sao cầu cầm bờn hốc chấm thì té mừ sao cầu cầm bờn hốc tổng báo lang đi thì mưa pét trơ mừ xếp chết cầm bờn chết xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mừ xếp cầu cầm bờn chết mở xếp hạ cầm bẩn hốc, Bộ Giáo dục Đào tạo có nhảy đề thi chính thức họp bưng sở giáo dục đào tạo phải chấp năm in sao đề thi. Bộ có tánh óp bưng đoàn kiểm tra cánh uẩn ba bưng tỉnh, tổ chức kiểm tra làm việc khẳng khăn, khăn hải ký thị nàng địa phương. Cá mương có tánh óp bắt nâng hạ hỏi cao xếp giảm đổi, xếp năm tròi hành mua thì nàng bưng điểm thì tên cá mương, hôm số côn hát muôn trời tròi vỉa của mua thì cài hạ xếp bét bắt chết hỏi côn. Chủ điểm thì bòm mi đổi thành niền hát mòn chờ tròi dừa thí sinh cuồng bưng mười thì. Nhàn danh kỳ thị tốt nghiệp trường học phổ thông bị sóng bắt xa xí, lò kỳ thị đặc biệt, quan trọng, mi luông pùn quảng nhớ, cánh sàn khải ó văn, nặng cuồng cá mương. Y lò kỳ thị đẩy cá bàn mương bồng chờ Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị bưng địa phường, tùng po sơ máu nả việc trên báo, nhàn bào, men tục po lợp tăn, phải vào chảnh ma, luông bùn khỏng kỳ thị báo đẩy dệt lụp lai cài bày bồng trào họ từng nả vỉa nổi khỏng kỹ thì đối các cán bộ chơi chấp năm nả vỉa đẩy hát muôn trào dệt đối các học sinh đẩy chấp năm sư đi Tùm pua chấp năm vỉa cản tên báo sư đi cuồng thì sư cánh báo vai thí sinh ao bưng trưởng sủ công nghệ, khẩu cuồng phòng thì lần xưa đầy tùm pua kiểm tra làm le thành trà cón cánh cuồng kỳ thì ta khổ ngày đi vải thí sinh trông thì lần xưa là đẳng phòng cuồng đắc kháng phòng già cha báo vải thí sinh đầy bò già cha báo ma thì đầy hòn khương tánh ông lông bồn cằm tó các bưng khủ miêu báo ngao khỏng phả đình trên báo nà việc cầm phong bình nhàn bào bẹ sợ phòng kín bón số tiền ăn cam kín nhàn bào tiền ăn cuồng kỳ thì vài khi thì tốt nghiệp trung học phổ thông bị sóng phan sao xí đại khẽ ót tiền ngàn sư mình men toàn lung bùn cánh cửa đại lang đi sùng nhất mở sao ít cầm bượn hốc tổ đại biểu hội đông dân mương tỉnh ứng cử nàng huyền mộc châu cánh tổ đại biểu hội đông dân mương huyền cỏ bò hạ cử chỉ còn kia họp thứ cầu hội đông dân mương tỉnh khóa ship hà cánh hội đông dân mương huyền khóa sao ít sàn pì sòng phan sao ít họp sòng phan sao hốc nàng thị trấn mộc châu nặng chu bòn hà đại biểu hội đông dẫn mương tỉnh hội đông dẫn mương huyền có báo nàng quam lang tỳ kỳ họp chuyên đề thứ ship chết ship pet ship cầu sao sao ết khỏng hội đông dẫn mương tỉnh khóa xếp hà lang tỳ kỳ họp chuyên đề thứ ship giảm ship dí ship hà ship hốc hội đông dẫn mương huyền tổng báo bưng nà vịa lung bùn gian lèo bón chia khéo kỳ họp, họp thứ cầu hội đông dẫn mương huyền khóa sao ết tó Hồ chờ trần piêng sư mình cử trì thị trấn mộc trầu cọ vai van số tổ đại biểu hội đồng dân hương tỉnh huyện luông pùn dòng ngân cốc dệt căn bản sòng phái mè năm cánh sắt long hồng năm ngon té tiểu khu xếp sầm bài Họt tiểu khu xếp dòng vậy cảm phong nằm nhưng Thuẩm, cuồng Ngô phổ nong dệt nuống van họt phía dưới dườn cánh đơi kín rú khẩm sẩn mương nặng bưng bón rú trầm mè năm dòng ngân cốc dệt lau năm hai năm uối hở dần mương nặng xí tổ dân phố tiểu khu nưng đầy hưởng công trình tại tiếng đôi kinh dũ dẫn hương, mi lung Pùn, nho cấp sảng bành tăng xá điền nhận vào tên ngàn. Tổ đại biểu Hội đâm dẫn hương tỉnh Cánh Huyền, cỏ hiến phăng, tọc quam vai văn khổng cử trì, tòi quyên. Tăng sòng, tọc hôm quam vai văn khổng cử trì, triền khẩn tương cửa quản, nuống pan, bấng xanh kẻ khầy, men tói lung pùn. Tên cầm mở sao ít cầm vượt hốc, ủy ban dẫn hương huyền Mai Sơn khóa sao ít, cỏ khầy phiền họp thứ xàm xếp chết, trên báo nả vị, hốc vượt nả vị, sòng văn bảy sao xí phiên họp để triển cải phong máy họp sau sòng xã thị trấn nằm cuồng huyện. Cuồng hốc bươn hùa bì, vì diệt dường không huyện Mai Sơn có chữ mặn luông mả bè tết tiêng. Khỏi đủ xíp ít băn, sòng hỏi hốc xíp hách ta có kiến má. Cuồng nằn, mi xí băn, sòng hỏi cầu xíp chết hách ta. Đẩy bú bồng cánh khỏi đủ, tòi luông sủ công hệ dùng. Bít cụ tẩy cài, xíp xí băn tận má, lươn xí xíp xí phải hạ phân hỏi vẹt sở bì sòng băn bày sao xàm khai ót tẩy, học xếp hải lớp tập tư chiến cái, khoa học kỹ thuật, chuồng học diệt dần, hở bò Mẹ na, hôm mi sảm băn hả hỏi xếp chết, vặt côn trôm hạp, khai ót tẩy, hả xếp hết bảng học chiến báo, nặng bưng xá, bản tiểu khu, cắp cài, sảm pan vặt côn phăng, cánh ký chào hèn, bảy trừ, cầm phong, cánh năm một phách mảy bá. Khai nặng trợ lạt cuồng mương, cánh khai bảy mương nọ, hỏi nâng sao pet băn, hả hỏi tấn trường hang. Cả khải trường hang bảy mương nọ, danh tính cử tẩy, cài sảm xếp xí triệu hơn tổ Mỹ, có tài ngó máu tướm xí hợp tác xã nho số hợp tác xã nàng quang huyền gần xong hoài bay xí hợp tác xã quang hàn mi hà xíp hợp tác xã khóng bàn nà phía nhàn bào tây kín dù dân mương tây bông trà họt quốc phòng tiếng ăn tây nhàn bào tiếng ăn bản mương tây chữ màn ủy ban dân mương huyện mai sơn đề nghị bưng phòng bàn cơ quan đơn vị bưng xã thị trấn quần hốc vườn là vì sòng bắn bay sao xí tàu hôm chấp năm bưng nà phía luông bùn mà bê dễ dần tành là bản mương vì sòng bắn bay sao xí sướp tạm chữ màn trang ngắm bùn cuồng phía chấp năm ship dòng luông bùn khòng bàn thường vụ huyện ủy tàu hôm kẻ khai xạ cha khỏng nuống cuồng chấp năm biến máy triển hai hành chính biến máy luông dòng hơn cốc cả khai chấp năm lang tỷ Vương trường trình luông bùn hơn hương nả phía phủi bằng thủ cơn tiền vầy chuồng hong chấp năm bưng trường trình dự án tàu hôm cánh sủ lang tỷ lại tàng hơn cốc cạt kiên cắp mả pe tàng tánh cốc hơn dính khòng mả pe xét dườn cạt kiên cắp nhàn bào tây kín rú dần hương mả pe chu xương ma tang phản hóa xã hội hòn khân cẩm phong phổn nong bành hà tó nà lò khai ót lang tì ký thị tốt nghiệp trung học phổ thông vì sòng quan bảy sáu xí đẩy tiếng an men Toi tắt bùn Gian cải ma pưng Huyền, thành phố cuồng cá tỉnh cò uẩn pan làm le đăng ký nhảy pưng tà đình pú tầm khẩu báo cử đẩy lang tì ma pú pưng tàng cò ứng nhảy pưng tà đình pú tầm khẩu nàng bón pú ma pú có kiện má cánh san tàng cò pú vòng ứng hở hiệp thủ xuống xưa té bị sóng bắt bẻ sao họ sóng bắt bẻ sao sầm cả tỉnh cò nhảy biến ta đìn có bú bồng nặng bón bú đầm na khẩu nặng ta đìn cài sóng bắt hốc hỏi xí xếp cầu hách ta vì sóng bắt sao xí tòi luông bùn nhảy biến có bú bồng nặng ta đìn bú đầm khẩu cài cầu hỏi chết xế xếp cào hách ta cuồng nằn nhảy té đìn bú đầm khẩu na mua nừng cài hỏi nừng bài xí hách ta đìn bố đầm khẩu sóng mua cài xí xếp hết hách ta ta đìn, bút bồng khảo hay cài pet hỏi xám xếp xám hectare cuồng nằm ta đìn, nhảy mắt bút có hàng pì lò sóng hỏi pet xếp hạ hectare nhảy mắt bút có hừng pì hạ hỏi xí xếp hốc hectare nhảy ma cà kiên liền tổ chức cuồng nằm cài sóng hectare vì nhà biến có bố bồng, nàng tà đìn bố đám khẩu na bất cứ đại lang đi, nhà mắt bố có hàng bì, xương phát hòm, có khẩu ly, có hồng bì, xương mắt nhằn, mắt muông, mắt nạ, có cửa đại lang đi chảnh ché, tạo hiệp thủ lại xưa về sắp vịa bố đám khẩu, cánh trọp sồm cấp nông bùn không địa phương. Chăm và nhang giáo bườn nương máu, mắt nhằn chính mua, trang trí tẩy pít củ. Háp và lại trầu xuân nàng huyền sông mã, có tàng pít củ mắt nhằn xúc trong kỳ lò lang tỷ khoảng po hai mét na chơi sủ khoa học kỹ thuật chuồng hong xịt sườn tròi cỏ mát nhàn ó bó cánh chắp má cón mua cỏ có mát nhàn nàng huyền sông mã tẩy phú tẩy bưng pì hốc xíp khoảng bằng kỳ cón chạm và xin cà khải mát nhàn chính mua cò lưng tẩy tắm vừa lại bón bít củ bom điều vài kẻ cầm khu yếu xếp nhì huyền sông mã cỏ cạt kiên cắp phiền ngắm pùn phát hòm mát núi khoảng bộ nông nghiệp cánh mà pe bản na chụp năm tề tài ngắm pùn khoa học Tom gà trường Mát nhàn xúc chầu Mát nhàn xúc tóc là cả kiên cắp vũ bồng khỏi tù tại luông cuồn việt cáp hòn khay huyện sông mã mi hà hỏi hectare ta nhàn xúc chầu san bón cò tẳng cốc đầy pít củ ca khai đầy sùng cột té sòng hòn sàm tưa vẹt sớ Mát nhàn chính mua té bưng lang tì bùa mát hở trường Mát nhàn xúc chầu cò đầy lại chu hơn cánh hợp tác xã nàng cuồng phồng Tom gà trường hết đi tóm gà trường mát nhàn xúc chầu cò cần mi kỹ thuật dùng đẩy bao bó nằm, bừa mát nhàn, ó bó, men gian mua khổ, họt khay, mát nhàn trái mua, mát nhàn xúc trầu, nàng huyền sông mã, có tẳng cốc đầy pít củ, cánh khải đẩy giáo, xí hỏi tấn má, mi cà, cài xíp hốc tỉ hành, cà khải mát nhàn trái mua, bàn băng bày, cửa đầy, xí xíp hạ, bắt màn mỏi cần, việc khải quảng phòng phun mát nhàn, xúc trầu, mát nhàn trái mua, đàng lò luông buồn diệt việt lang tì tròi huyền sông mã, bánh khải tẩy luông hanh cánh nho sùng cà con té việc buông mắt nhàn trái mua chiêng pì nòng hạc sườn tém mưa nhang chờ chủ tịch hồ chí minh có sáng sòn dần mương pòm hôm hanh dệt phía sằng có đầy dần mương báo sồm chờ dệt phía sằng có báo bền trầm chứ quam sáng sòn khòng phú hô cuồng chấp năm chương trình luông pùn hơn mương ma tăng tặng tánh bản hát máu, đảng bộ chính quyền huyện mai sơn có lưng chiến báo chấp năm tỷ luông pùn ảo dần dệt cốc bánh khay luông hòn khăng trang ngắm pùn khòng dần mương cuồng việt chấp năm bưng luông pùn tặng tánh bản há máy cướp bên nâng quần phương miền mi hạ phong tặng đánh bản nam mới mà pe mặn nàn nằm quần tỉnh dần hủ dần dệt dần sổ phan dần kiểm tra dần tẩy hương ăn lỏ luông pùn đẩy bản quân phay xá chiếc mài chớp năm quần gian cải ma chủ nả việc khòng bàn luống pan hoạt nả việc tặng đánh bản nam mới xương bưng luông co phong phải hơn cánh bưng hoàn vỉa cần tẩy dệt báo cỏ bưng khủ xa cha khòng luống lăng tẩy áo ót sổ phan cánh, sò quan cop hôm, hỏng từng côn, làng chơ tẩy thòng Long hư chủ phía dệt, có chiếc tẩy, chấp năm lang tỷ. À, nàng bẩn cuốn à, đẩy à, thứ bảy hàng tuần à, lông quét dọn càng tăng sạch sẽ để à, 503 năm không ba sạch à, phụ nữ à, rất chấp hành đầy đủ à, mi và váng xăng à, rất vinh dự à, à, nông thôn mới ở à, bản mương là chị em với mi phở vắng mặt tầng à, rất muôn à, rất quét toàn sạch sẽ bản cuống ạ à. làng chơi hủ tẩy ý nghĩa phòng chương trình tảng tánh bản hát máy cứ họt mở thừa chết hàng tuần bỏ mẹ sườn hương bản quân phầy cò bòm cằn phèo toàn so tang khẩu bản cánh tang cuồng bản toàn tam hơn xào hở pe sờ khăn chăn tăng sòng chóng hành co phong phải hơn trường phòng mười cổng nông viện, vẩy chấp năm pinh luông bùn tảng tánh bản hát máy không bản hết cửa tay từ đầu năm đến hiện tại giờ bà con nhân dân bản té hùa pì hót khay bò mẹ cuồng bản cò có hôm cài hỏi triệu hàn cánh lại tàng hơn ứng, vầy diệt tang diệt cổng này, bản có hôm cổng nông viện, vầy bò mẹ bòm sông chờ xương năn bản có chiến báo ma pưng khủ lợi đi thả dần mương có phải hơn cánh cổng khanh, vầy diệt bưng hương bùn bản tham dân được nhân dân biết và dân dân được hưởng vì dòng văn phải giáo sĩ, thôn Tiền Phong, xã Hát Lót còn nhiễu chưa dần mương co phôm cài, hạ hoài trượt mặt, phòng cắp ngân sách không hơn mương, vầy tảng tánh hơn phần hóa, cánh lại ngon công trình, cư đẩy pưng lăng tỷ xương nằn, bàn quản lý thôn, co diệt đi, nả vịa tống báo sự mình, pưng luông co phôm phải hơn, rủ men hương bùn, cài nằn, tà đẩy, luông phòng sồng trời, không dần mương làm đến cái công trình nhà nước là chúng tôi phải công khỏi cò sổ phan cánh tống báo sửa mình hoạt dần mương té luông pùn tảng tánh luông co phôm chơi dần mương hủ chảy hư bò cò muôn trời trôm hạp co phôm hoạt khay công trình có tẩy diệt heo bó mi phờ mi quam vay van sẵn vay bánh khay luông hanh còng dần mương cuồng vịa tảng tánh bản nam mấy té pì sòng phan bảy chết hoạt khay huyện Mai Sơn có chữ mặn chấp năm chương trình mở bảy cơ sở tăng tánh bản Nam máy hàng tỷ huyện có tánh O luông pùn chấp năm tòi từng pì, tánh ó bưng tổ công tác phụ trách bưng xá rũ cuồng luông pùn tăng tánh bản Nam máy ven xanh bản nam máy heo sùng cự tẩy bản Nam máy cuồng san pì sòng pan sao ết họ sòng pan sao hà đối cấp bưng xá ứng bản vịa hở bưng đồng chí ủy viên ban thương vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện phụ trách quần pa làm le tánh O luông pùn vài chấp năm nhàn danh chảnh bưng nả vịa cần tẩy dệt Cánh sàn diệt heo, phương thả việt để sao? để cái, ngày về cơ sở nông thôn mới nó thực sự trở thành ngày hội. Vậy bày cơ sở tăng tánh bản hấp mở, sệt sư, cực bền, mưa hồi, hạ phong quảng đùa sàn phai hạ, huyền mai sơn, chi chấp năm thì hạ phong khánh thì trang hiếu chưa. Cuồng hẳn, tập hôm sáu dịa, biển máu lăng ngắm khổng bòm hè, chơ bòm hè, nhau sùng đầy hương thống hù, hư chim muôn chờ trong hạp, té hẳn, mưu bày cơ sở, báo nhăng trừ, nọ mưu cán bộ, long bày cho dẫn hương hạ, dẫn hương có chim môn chờ dệt lại ngon vịa, đổi phải hung phân tăng tánh bản năng mở nàng huyện mai sơn việc bánh cải luông hanh còng dần mương có cựt đầy lại lang tỷ kha khò cuồng hà phong tăng tánh bản năng mở tại luông bùn bị sòng bắn bảy sao xí mai sơn chim hít tím xã nương tây công nhàn lò xã bản năng mở cánh xã nương tây công nhàn bản năng mở nhóc sùng ẩu số xã cựt đầy xã bản năng mở còng huyện lò cài ship cuồng số sao ít xã Quang hẳn Mi Sòng Xá, Đầy Công Nhành, Lò Xá, Bản Tháp Mái Nhó Sùng.